Các bác sĩ bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ vừa phẫu thuật mở sọ não giải áp, lấy máu tụ cho bệnh nhân Hoàng Thị Hờ bị xuất huyết não do biến chứng tăng huyết áp. Theo chia sẻ của người nhà, sau khi đi làm đồng về, bà Hờ xuất hiện tình trạng liệt 1 phần 2 người cháy, đại tiểu tiện không tự chủ, méo miệng, nói khó, nôn nhiều. Nguyên nhân ban đầu được xác định là xuất huyết não có nguy cơ biến chứng phức tạp, thậm chí là tử vong. Sau hội trần khẩn cấp, người bệnh được thực hiện chụp cắt lớp vi tính, tiêm thuốc cản quang, xác định nguyên nhân để có phương án mổ tối ưu. Ca mổ sọ não diễn ra trong hơn 3 tiếng, bệnh nhân đã vượt qua cơn nguy kịch và hồi phục ổn định di chứng yếu 1 phần 2 người trái. Đột quỵ xuất huyết não có thể gặp ở mọi lứa tuổi, thậm chí là trên người không có tiền sử căn bệnh lý trước đó. Bệnh lý này vô cùng nguy hiểm, nguy cơ gây tử vong cao, nhiều người bị đột quỵ xuất huyết não không thể vượt qua 2 ngày kể từ khi cơn đột quỵ khởi phát. Ngày 19 tháng 7, Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh mở phiên xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Anh Tuấn, 44 tuổi, ngụ huyện Nhà Bè thành phố Hồ Chí Minh về tội giết người. Theo truy tố, tối ngày 18 tháng 12 năm 2021, Tuấn ngồi uống bia với anh Nguyễn Thanh Hùng ở xóm trọ, xảy ra mâu thuẫn, anh Hùng đánh vào mặt Tuấn, sau đó anh Hùng tự đập đầu vào tường xin lỗi Tuấn nên họ tiếp tục uống bia. 21 giờ 45 cùng ngày, Tuấn về phòng và cãi vã với một người tên Hiền bị cáo dọa sẽ phá nhà trọ không cho anh ngủ. Thế vậy, chị Hiền nhờ anh Hùng khuyên nhủ Tuấn. Nhận được điện thoại, anh Hùng tới khuyên bạn nhưng Tuấn không nghe mà quay sang xúc phạm anh Hùng khiến cả hai xảy ra sâu sát. Tuấn lúc đó dùng dao tự chế chém anh Hùng tử vong tại chỗ. Sau khi gây án, bị cáo đến công an thị trấn nhà bè đầu thú. Theo bản kết luận giám định pháp y tử thi, nạn nhân Hùng tử vong do suy hô hấp, suy tuần hoàn bởi vết thương chém đứt tủy sống cổ. Tại phiên tòa hôm nay, bị cáo Tuấn đã thành cần khai nhận hành vi. Sau khi nghị án, hội đồng xét xử đã quyết định tuyên phạt Nguyễn Anh Tuấn 18 năm tù. Mặt bằng giá hàng hóa vẫn rất cao cho dù xăng dầu đã giảm sâu. Nếu tình trạng này kéo dài, các biện pháp kiểm chế lạm phát của chính phủ sẽ khó phát huy tác dụng. Đó là nhận định của nhiều chuyên gia, trước tình trạng khi giá xăng dầu tăng thì các mặt hàng đồng loạt tăng theo, nhưng khi giá xăng dầu giảm thì các mặt hàng này vẫn cao ngất. Trong kỳ điều chỉnh giá xăng dầu ngày 21 tháng 7 sắp tới, giá xăng được dự đoán tiếp tục giảm sâu, nhưng giá hàng hóa sẽ không thay đổi nếu không có biện pháp can thiệp kịp thời. Theo ông Đỗ Văn Sinh, nguyên ủy viên thường trực Ủy ban kinh tế của Quốc hội, tâm lý chung của doanh nghiệp tư thương, tiểu thương là không bao giờ tự giảm giá hàng hóa nếu không bị bắt buộc cũng theo ông Sinh, trong tình huống này, vai trò quản lý của nhà nước là rất quan trọng để kéo giá các mặt hàng thiết yếu xuống nhằm hạn chế sự ảnh hưởng của đời sống người dân. Trong khi đó, ông Vũ Vinh Phú, nguyên phó giám đốc Sở Thương mại Hà Nội cho rằng, tình trạng hàng hóa không chịu giảm giá có trách nhiệm chính thuộc Tổng cục Quản lý thị trường, Bộ Công Thương và Cục Quản lý giá thuộc Bộ Tài chính. Ông Phú cũng nhận xét, hàng nghìn mặt hàng buôn bán ở các chợ truyền thống hiện đang bị thả nổi, không thể quản lý được, bởi đó là mặt hàng tự do, nhiều thì bán rẻ, ít thì bán đắt. Ông Phú đề xuất, tại thời điểm hiện nay, chúng ta nên chọn những mặt hàng có biến động mạnh để đưa ra mức giá trần như xăng dầu, sách giáo khoa, thịt lợn, thịt bò. Ở một góc nhìn khác, chuyên gia kinh tế Đinh Trọng Thịnh, giảng viên Học viện Tài chính cho rằng, giá hàng loạt mặt hàng tăng mạnh thời gian vừa qua là quy luật cung cầu của thị trường. Theo đó, các mặt hàng phục vụ cho sản xuất, kinh doanh tăng giá như nhân công, xăng dầu, logistics, kéo hàng hóa đắt đỏ lên là điều dễ. Theo ông Thịnh, ở thời điểm hiện tại, các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh đang tiếp tục theo dõi kỳ điều chỉnh giá xăng trong ngày 21 tháng 7 tới để có động thái điều chỉnh giá sản phẩm dịch vụ. Tuy nhiên ông Thịnh thừa nhận các mặt hàng tự do hiện đang không theo quy luật này vì người kinh doanh càng giữ được giá cao thì lợi nhuận càng cao. Vào khoảng 17 giờ 30 phút ngày 18 tháng 7 tại công ty trách nhiệm hữu hạn Miwon Việt Nam tại thành phố Việt Trì tỉnh Phú Thọ xảy ra sự cố về khí ở khu vực lò hơi khiến 4 công nhân tử vong, một người đang cấp cứu tại bệnh viện. Thời điểm xảy ra sự việc, công ty trách nhiệm hữu hạn Miwon Việt Nam thuê một đơn vị môi trường độc lập ở Hà Nội đến vệ sinh hố ga vi sinh. Trong quá trình vệ sinh, hai công nhân của công ty môi trường này bị ngạt khí và đã hô hoán. Nghe thấy tiếng kêu cứu, ba công nhân thuộc bộ phận lò hơi đang làm việc gần đó đã đến và nhảy xuống ứng cứu. Tuy nhiên, cả năm người đều bị ngạt khí và gân đi. Phía doanh nghiệp sau đó đã gọi điện báo cho lực lượng chức năng để ứng cứu. Tuy nhiên, ba người được xác định là tử vong tại chỗ, một người tử vong tại bệnh viện. Bốn nạn nhân tử vong được xác định bao gồm Vũ Gia Huỳnh sinh năm 1984, Lê Hùng Vinh sinh năm 1980 cùng ở thành phố Việt Trì Phú Thọ, Trần Văn Thắm sinh năm 1963 ở phường Cầu Diễn, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội, Dương Văn Sau sinh năm 1984 ở thị xã Kinh Môn, Hải Dương. Nạn nhân bị thương là Nguyễn Trung Kiên sinh năm 1987 ở xã Gia Thanh, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ. Hiện anh Nguyễn Trung Kiên được cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ và đã qua cơn nguy kịch theo phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh phú thọ hồ đại dũng hiện cơ quan công an đang vào cuộc điều tra nguyên nhân sự cố và trách nhiệm của các bên liên quan dê chân hưu cưỡi ngựa câu cá và đặc biệt là thưởng thức ngay những đặc sản từ trang trại tới bàn ăn có thể thấy là du lịch nông nghiệp ngày nay đang trở thành xu thế khi mà con người ngày càng muốn được sống gần gũi hơn với thiên nhiên được trải nghiệm cuộc sống nhà nông và thưởng thức những đặc sản vùng miền với lợi thế ở vùng bán sơn địa thuộc dãy núi Tam Điệp tỉnh Ninh Bình, những năm qua thì người dân xã Đông Sơn thành phố Tam Điệp đã phát triển mô hình nuôi con đặc sản kết hợp với du lịch trải nghiệm đem đến cho du khách những cảm nhận mới mẻ. Từ đây thì du khách sẽ được sống thuận tự nhiên, hòa mình vào không khí tuyệt vời của vùng nông thôn xinh đẹp. Từng đi du lịch ở nhiều nơi nhưng đây là lần đầu tiên anh Nguyễn Thành Viên, một du khách đến từ Hà Nội được trực tiếp chăn dê nuôi thả tự nhiên trên vùng bán sơn địa của xã Đông Sơn, thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình. Trải nghiệm này mang đến cho anh và các du khách một cảm giác mới lạ khi về với mảnh đất Ninh Bình. Trước đây thì mình cũng có tham quan một vài cái mô hình ở trên Ba Vì, rồi trên Hòa Bình. Nhưng mà thấy rằng ở đây là một cái mô hình du lịch cộng đồng rất là hay. Với cái cách thức là À, dùng những cái con vật nuôi mang tính chất là à, bán hoang dã có cái chất lượng thịt à, cung cấp được những cái lượng thương phẩm thịt nó tốt hơn với lợi thế về cảnh quan thiên nhiên về lịch sử văn hóa và con người năm 2018 hợp tác xã nông sản và du lịch Tam điệp được thành lập với 26 thành viên từ tổ hợp tác cây con đặc sản ban đầu với mục tiêu hoạt động hợp tác tương trợ lẫn nhau trong hoạt động sản xuất kinh doanh ông Trịnh Văn Tiến đã đứng ra xây dựng mô hình du lịch nông nghiệp kết hợp nuôi con đặc sản đầu tiên ở thành phố Tam Điệp. Hợp tác xã tập trung vào phát triển mô hình kinh tế trang trại, nuôi các con đặc sản thủy sản với diện tích hơn 100 hecta, nuôi 500 con hươu, nai, 700 con dê, các loại gia cầm, thủy cầm, phục vụ hoạt động du lịch lưu trú. Khi khách đến thì tiêu thụ được nhiều sản phẩm nông nghiệp, ví dụ như là bột sắn dây, rồi mật ong, rồi là sản phẩm nhung hiêu, rồi là dê. Đấy. Nhưng đặc biệt là các cái sản phẩm này thì đến tân tay người tiêu dùng, tức là khách hàng, thì giá trị nó được tăng lên khoảng cỡ 3 đến 50%. Ông Trịnh Văn Đàm là thành viên của Hợp tác xã Nông sản và Du lịch Tam Điệp, từ ngày tham gia vào hợp tác xã, ông nhận thấy một sự thay đổi lớn về diện mạo quê hương. Cảnh quan trở nên thơ mộng hơn khi có bàn tay con người. Cùng với đó, việc chăn nuôi cũng thuận lợi nhờ bán được các sản phẩm dịch vụ du lịch đi kèm. Có một cái lợi thế là thể khách du lịch người ta đến đây người ta cần những những cái món thực phẩm này, con dê chẳng hạn thì bây giờ mình lại liên doanh liên kết với các hộ đang nuôi dê đấy là mình thì người ta sẽ cung cấp cho mình để mình làm thịt tại chỗ và cung cấp cho khách hàng thì khách hàng người ta rất tán thưởng về cái chuyện là thịt dê tươi tại chỗ. Sau 4 năm thành lập, hợp tác xã không ngừng phát triển bất chấp giai đoạn ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19. Doanh thu hợp tác xã ước đạt 50 tỷ đồng một năm, giải quyết việc làm cho nhiều lao động với mức thu nhập bình quân từ 5 đến 7 triệu đồng một người một tháng.